Hôm nay em có một deal cực hot cho anh em Hoàng Kiên nha, 14 Pro Max 256GB mà anh em sạc ít á, anh em bù sang 15 Pro Max 256GB không lần sạc, chỉ mất tiền online thôi. Còn hành hãng trên 11 tháng anh em chỉ bù giúp em 6 triệu thôi. 6 triệu thôi nha. Em nói trước nha, ở không có ở đâu mà giá hời như vậy. Không có đâu giá hời như vậy. Còn nếu mà anh em xài lâu rồi, anh em xài trong 1 năm hay xài lâu rồi thì anh em bù giúp em thêm 500.000 phí xếp bảo hành. Chỉ vậy thôi. Còn cái bảo hành hãng á mà 11 tháng còn gần 12 tháng này nè, thì em nói thiệt luôn anh em, bỏ qua bên đi. Em bảo hành 1 năm 1-1 cho anh em tất cả các lỗi phần cứng. Tất cả lỗi phần cứng là camera, lidar, flash, nút hư, chân sạc hư, Face ID hư, màn hình hư, man hư, mất nguồn. Tất cả các lỗi anh em sẽ được 1-1 trong suốt 1 năm như thế. Và khi đổi là anh em được lựa, được chọn máy đẹp keng ưng ý anh em cầm về. Và cái thứ hai nữa, và em vẫn cam kết đi trang chính sách luôn, không riêng em tặng máy suốt 1 năm như thế. Và anh em tiếp tục được áp dụng chính sách là lên đời thu bằng 100% giá bán lẻ. Ví dụ anh em đổi từ cây 14 Pro Max này, anh em đổi sang cây này, anh em xài 1 năm rồi, anh em muốn đổi từ cây Nature Titanium này đổi sang cái màu trắng, đúng không, màu trắng Nature Titanium này, thì anh em chỉ bù em thêm 500.000 thôi. Đổi ngang, hai cái này bằng giá nhau, đổi ngang thì lại dùng tiếp 1 năm bảo hành lại như thế. Chính sách đó duy nhất có một mình Việt Nam đang làm thôi, chứ không phải anh em nghe một số bên á, trade-in á, 14 Pro Max đổi lên 15 Pro Max bù 10 triệu nhưng mà cái máy này chỉ được bao test 30 ngày thôi, hoặc là bảo hành 6 tháng thôi, nhưng mà bảo hành phụ kiện, sạc cáp, tai nghe, cường lực, chứ máy không có bảo hành nha. Em nói trước nha, em bảo hành cái máy, em tập trung với cái máy giúp em. Rồi, còn tại sao nó cái màu này thì em đang có giá tốt dữ vậy? Thật sự luôn, cái màu mà đưa lên cái biết xài 15 Pro Max liền á, cái màu này hiện giờ đang là màu mắc nhất. Nó sẽ cao hơn cái màu đen em thấy trên thị trường hiện giờ á, đang giao á, chắc tầm khoảng 1.2 triệu đến 1.5 triệu. Nó cao hơn cái màu blue á, tầm khoảng 1 triệu. Và nó cao hơn màu trắng á, cái màu mà trắng Nature Titanium này nè, màu cũng khá là đẹp, tầm khoảng 500-700 ngàn. Nó em đang nói là giá thị trường nó đang như thế. Hiện giờ cái màu này nó hot thì đưa lên là biết, nhìn từ xa xa thôi là biết 15 Pro Max rồi. Thì với 6 triệu anh em đổi sang thì anh em được cái gì? Thì thôi, cái này clip này cũng nói rồi, hơn camera 3x, 5x, cam zoom á, 5x, 3x. Thứ hai nữa là chip A7 Pro. Nếu mà anh em mà như em á, công việc thì chỉ xài tới 12 Pro Max còn chưa xài hết á, thì con chip này nó khá là dư. Chơi game á thì đúng, con chip này chơi game thì trên cái con máy này rất là mạnh hơn, mượt hơn. Nhưng mà anh em chấp nhận chơi game nặng trên cái một màn hình nhỏ xíu như vậy không có làm chuyện. Cái thứ hai nữa là cái cổng Type-C này, phần lớn em chỉ dùng để sạc. Em nói thiệt, em chưa truyền tải dữ liệu, truyền wifi các kiểu, chưa giờ em dùng truyền tải dữ liệu. Giống như nhu cầu em chưa tới đó. Có thể em hơi gà, nhu cầu em chưa tới. Em chỉ là quay clip cho em đăng thôi, chứ em không có dùng cái này, em truyền tải dữ liệu những cái file nặng qua đem edit video. Thì nếu anh em nào dùng, chuyên dùng đó thì anh em dùng cái cổng này rất ok. Quan trọng là cái dây sạc á, anh em nên thủ xe thể sạc theo cái chuẩn PD á, sẽ sạc dễ hơn. Rồi vậy thôi. Còn cái quan điểm cuối cùng, em nói là 15 Pro Max độ bền không bằng 14 Pro Max. Em vẫn giữ quan điểm như thế. Khi rơi rớt, cấn móp, va đập, cái sườn của 15 Pro Max nè, nó đã có vát cong sẵn rồi, nó không như 14 Pro Max đúng không? Nó đưa ra nó gồ ghề thế này đúng không? Thì nó chịu va đập vô tốt hơn đúng không? Thì 15 Pro Max, đây, em cầm kính lưng em cho anh coi gõ nè, nè 15 Pro Max nè. Đó, anh em nghe bập bập không? Nè, cái lưng 14 Pro Max nè. Thấy chưa? Anh em thấy không? Ở dưới nó đặt mà nó kính, còn ở đây nó rỗng, nó kính lưng rồi. Đó, đó. Đó, anh em thấy nó bọng không? Thì em thấy là khi rớt ở một độ cao lớn nha, thì nó sẽ tác động một cái lưng, nó không có rớt vào cái viền này đâu, nó toàn rớt cho mấy cái viền này không à, nó toàn rớt cho mấy cái viền mà viền ngay mép không à. Thì khi mà rớt 50 xăng tới 1 mét á, em cảm nhận là thấy là nó để là cái vết cỡ hộp gạo này nè, thì nó chưa vào kính lưng. Nhưng mà kỹ thuật của em á, ép kính lưng ở dưới cho khách nhiều lắm rồi, thay kính lưng cho khách dưới nhiều lắm rồi, nó đó khách rớt cao cao như đang để lỗ tai á, mét 8 mà rớt cầu thang rồi đó, cái vết nó bự lắm, cái vết cấn nó rất là bự lắm nha, thì nó quất thẳng kính lưng. Đó, cái bắp này anh em nghĩ đi, thiên thạch mà rớt cái đất á, mà cục mét nó khác cục 100 mét chứ, nó tuyệt chủng khủng long luôn chứ huống gì bảy cái lưng. Đó, thì em nói rồi, độ bền thì có thể không bằng, anh em vui lòng, anh em muốn cầm trần cho nó sướng đúng không, nó không bám vân tay đúng không, cái màu bóng nó bám vân tay, cầm nó lại không gợn tay, nó nhẹ hơn, mà thôi chịu khó ốp cái lưng giùm em đi. Nếu mà giữ máy đẹp đẹp á thì em thu 100% rồi. Anh em thương em thì anh em xài kiểu cứng móp rơi vỡ như vậy thì anh em sẽ không được bảo hành. Anh em hình dung anh em rất là bập bể, anh em không được bảo hành, thì có là anh em thương em. Còn nếu mà anh em đúng á, chính sách của em á, thì anh em vui lòng anh em giữ máy kỹ kỹ tí, ấp lưng vào mà dùng, và xài gần hết 1 năm mình lên đời.
mỗi năm như vậy em sẽ chịu lỗ cho anh em chắc tầm khoảng 500 tới 700 ngàn em biết cả chịu đó. Mỗi năm vậy anh em lên đời chừng 2-3 lần thôi là em hết lãi rồi. Chính sách anh em lưu ý với em có chuyện đó thôi, nó như anh em xài cái này đổi sang cái này bù 500 ngàn à, mà cây này em bán cho khách sau là bảo hành năm được không đồng đúng không, giảm hết cũ bên cứng là không lấy phụ kiện mất 200 còn được có 300 ngàn à, bảo hành cây này năm, cây này năm, thì anh em nghĩ là có lời không, anh em mình dùng không, nên ra giữ kỹ giúp em. Còn máy ngoài em nói trước nha, máy đẹp ken lên đời em thu 90% giá em đang bán, với điều kiện máy đẹp ken, đẹp ken em xuất tiền liền một lần cho anh em test tầm khoảng 20 phút 30 phút gì đó em xuất tiền liền một lần cho anh em, đẹp ken xuất tiền liền. Còn nếu mà anh em máy ngoài không đủ chuẩn như là cứng móp rơi vỡ vào nước sửa chữa vân vân đập lại may, thì em sẽ thanh lý bán hộ đưa anh em đủ 100% tiền. Riêng dòng 13 Pro, 13 Pro Max hiện giờ em đang ngừng thu, em sợ lắm rồi, em bị khách dí. Không phải chỉ có sợ thợ dí nha, em nói em bị khách dí, khách xài bị chớp chớp màng à, đưa qua em test nó đâu có xanh trắng màng liền đâu, 20 ngày sau nó mới xanh trắng màng mà thế là em dính. Em sợ lắm rồi, 13 Pro, 13 Pro Max em không nhận trên in máy ngoài nữa. Anh em thông cảm giúp em chuyện đó, chuyện nào em nhận em sẽ báo. Còn hiện giờ là em ngưng. Nhớ nha, còn anh em nói là à mất công đi qua các kiểu mà Hoàng Kiên nó mỏm, nó nói là nó thu 90% mà máy cứng móp cái tí ti mà nó kêu thanh lý cái kiểu, thì em nói thiệt anh em cứ quay về chỗ anh em mua. Cái giao dịch chưa xảy ra, anh em của mình là chưa buồn gì nhau, thì em quay lại cái chỗ anh em mua ấy, anh em hỏi thử anh em bán cho nó đi, nó có chịu bán hộ cho anh em không, hoặc là nó thu bao nhiêu, rồi hãy nói em. Rồi thế nha.